Chiều nay tại Ninh Bình, Tổng cục Hải quan tổ chức gặp mặt đồng chí Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh nghỉ hưu theo chế độ và công bố quyết định điều động bổ nhiệm cục trưởng mới. Đến dự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tô Văn Từ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Nam Định, lãnh đạo một số sở ngành đơn vị. Tại hội nghị đã công bố quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đối với đồng chí Phạm Hồng Thanh, quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thu Nhiễu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Trao quyết định trao hoa cho đồng chí Phạm Hồng Thanh và đồng chí Nguyễn Thu Nhiễu, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao sự nỗ lực cống hiến và đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, mong muốn đồng chí Phạm Hồng Thanh vẫn luôn giữ mối liên hệ với cơ quan đơn vị đã công tác, tiếp tục theo dõi, hiến kế, đóng góp xây dựng ngành ngày càng vững mạnh. Giao nhiệm vụ cho tân cục trưởng Nguyễn Thu Nhiễu, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định, đồng chí Nguyễn Thu Nhiễu là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, luôn khẳng định được năng lực bản thân cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh Cục Hải quan Hà Nam Ninh có vai trò vị trí quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ tại ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, địa bàn có nhiều khu công nghiệp với nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tân cục trưởng cùng với tập thể lãnh đạo cục cần tiếp tục đoàn kết làm tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân cục trưởng Nguyễn Thu Nhiễu hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Nam Định đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hồng Thanh và đồng chí Nguyễn Thu Nhiễu. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới của Cục Hải quan Hà Nam Ninh đang được xây dựng tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.